Rồi, chào mừng anh chị, chào mừng em đến với ngày hôm nay. Thầy ghi lại cho chúng ta cái chủ đề về số học này. Chủ đề số học nha. Câu số 1. Nào. Tính tổng của 10 số tự nhiên liên tiếp. 10 số tự nhiên liên tiếp. Từ 11 đến 20. Có nghĩa là chúng cần phải tìm tổng của 11 cộng 12 cộng 13 chấm 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 cộng 19 cộng 20, hiểu ý chưa? Rồi, vậy thì cách số 1, cách 1 này, để đây nha, đó là cộng lần lượt. Nhưng cách này nó lâu nha, nó vẫn ra được đáp án nhưng mà nó lâu. Cách số 2 đó là nhóm, nhóm chúng lại. Nhóm như thế nào? Có nhiều cách nhóm. Chúng ta có thể là nhóm thế này cũng được. 11 cộng với 19, hiểu không? Rồi cộng với 12, cộng với 18, rồi cộng với 13, cộng với 17, cộng với 14 và cộng với 16. Và lưu ý là sẽ còn cái số là 15 mình chưa động đến và cái số cuối cùng là số 20, hiểu không? Đấy, nếu như mà thực hiện theo cách số 2 mà nhóm như này để đầu tiên rõ hơn nhỉ? Đây nhá, thì các con sẽ phải hiểu rằng là cái nhóm này là bằng 30 đúng không, hiểu không? Đầu bút này nó không có được đẹp lắm. 30 này, 30 này, 30 này, 30 này, đúng không? Đấy, tất cả cái này đều là 30, hiểu không? À, rồi. Lấy 30 cộng 30, 30 là 120. Cộng với 20 này là 140, cộng thêm 15 này nữa. Đấy là được là 155. Được chưa? Rồi. Đấy, ít nhất là chúng ta có hai cách, được chưa? Đấy. Cách 1 là cộng lần lượt, cách số 2 là nhóm. Cách số 2 thì phù hợp hơn và các con sẽ tính nó nhanh hơn, được chưa? Thế một câu hỏi được đặt ra là nếu như có nhiều số hơn và sẽ phải tính bằng công thức nào, cách nào, thì thầy sẽ hẹn các em ở một cái khóa học tiếp theo nhé. Thầy sẽ chỉ cho em cái công thức, cái cách làm nó sẽ nhanh hơn, được chưa? Trong giới hạn cái phạm vi của lớp 3 thì các con làm đến đây là ok rồi, bằng phương pháp cách số 2 là tốt nhất, đó là sử dụng bằng phương pháp nhóm. Thế nào? Đấy là câu số 1. Câu số 2 nào. 36 nhân 42 cộng 4 nhân 9 cộng 49 nhân 17 trừ cho 15 nhân 36. Thì phát hiện rằng là thấy 36 này. 36 này. À, vậy mình có thể sử dụng những cái phương pháp đó là người ta gọi là đặt nhân từ chung, hiểu không? Có nghĩa là bây giờ mình lấy 4 nhóm với 9 thì được 36 đúng không? Hiểu ý chưa? Rồi, ok. Lên hình nhá. Ok, lên hình. Rồi, thế thì con sẽ hiểu đó là đến đây là gì nào, đó là lấy bằng là 36 nhân với 42, thể viết lại nhé, rồi trừ đi 4 nhân 9 bằng 36 nhân 17. Đấy, hiểu ý chưa? Bởi vì lấy 4 nhân với 9 bằng 36 rồi trừ tiếp cho 15 nhân với 36 đó, rồi sẽ bằng, đến đây sẽ đặt 36 ra ngoài nhân với bên trong còn là 42 và trừ đi 17 trừ đi 15 tức là trừ đi 32 bằng 10 đúng không? Đấy, bằng là 36 mình nhân với 10 thì bằng là 360. Được không? 360, vậy thì mình phải chọn vào đáp án là câu câu A. Giờ sẽ để ở đây nhá. Rồi, giờ mình phải chọn vào câu A nhá. Đấy là câu số 2 nhá. Rồi nhìn tiếp thầy câu số 3 này. Ở trong câu số 3 này này, thầy để đây nhìn cho rõ này. Ok. Tính giá trị của 1001 nhân 23. Thế thì mình sẽ hiểu rằng là 1001 chính bằng là 1000 cộng với 1. Được không? Do vậy mà chúng ta sẽ tách cái đó ra như sau. Sẽ bằng là 1000 cộng với 1.
1.000 cộng với 1 đấy, rồi nhân với 123 thì chỗ này sẽ bằng là 1.000 mình nhân với 123 và cộng với 1 mình nhân với 123 thì 1.000 nhân 123 chính bằng 123 nhân 1.000 tức là bằng 123.000 à, cộng với 123 vì 123 nhân 1 chính bằng 123 thì bằng là 123 123. Và vì vậy mà mình sẽ chọn vào đáp án nào có 123 123 nhỉ? À đáp án B này, đúng không? Đúng không? Ok chuẩn rồi. 123 123 đó là đáp án B, được chưa? Rồi, câu số 4 này. Tính 1 cộng 2 cộng 4 cộng 8 cộng 16 cộng 32 cộng 64 cộng 128. Thì cách số 1 đó là tính lần lượt. Đúng không? Cách 1 này. Thầy không thích cách này lắm. Được, nhưng mà được rồi. Đây là tính lần lượt. Được chưa? Tính lần lượt thì các con cũng suy được là 255 thôi. Đúng không? Mà cách số 2 này mình sẽ dễ hơn, đó là mình thực hiện nhóm. Được chưa? Nhóm nha. Đó là mình nhóm như này. Nhóm này. Có nhiều cách ở đây nhưng mình có thể là chọn cách nào cho nó dễ. À, ví dụ số này có nhóm số này, đúng không? Là sẽ được là 80 này, đúng không? 80 cộng với cái này. Là 40 là 120 này. 122 này. Nhóm với này là 130 là 250 cộng với 4 cộng với 1 này là 255. Thì ra. Đấy, như vậy. Cách này là cách rất hay. Ngoài ra còn cách khác không? Có. Chúng ta có cách khác để tiếp tục chúng ta học xong thầy chỉ cho nâng tầm hơn nhé. Rồi, đấy đến đây thì chúng ta dùng cách này là tốt nhất rồi. Nhóm lại là tốt nhất. Đấy là cách câu số 4. À, câu số 5 này. Phát hiện rằng thấy rằng là câu số 5 này thì cái số này mình phải nhóm số này đúng không? Để được 300 đúng không? Đúng không? Số này mình phải nhóm số này. Tức là lấy 554 này trừ đi số này. Hiểu không? Đấy nha. Sẽ bằng cụ thể này. 142 cộng với 158 đóng ngoặc lại cộng với 554 trừ đi 454 và cộng với 700. Đấy. Chỗ này phải có một cái dấu ngoặc này. Và đến đây rồi thì đến đây con sẽ tìm được là 300 đúng không? 300 cộng với 100 lúc này, đúng không? Và cộng 700 đây giữ nguyên. Đấy. Dễ dàng tính được là 1.100. 1.100 như vậy con phải chọn vào cái đáp án nào nhỉ? À, đáp án A này. Thấy chưa? Câu số 5, đáp án A. Câu số 6 này. Con ghi vào nhá. Anh ta ghi vào. Nào, câu số 6 này. Đâu rồi? Tính giá trị của 360 chia 2 rồi chia 3 chia 5 chia 8 chia 12. Đâu. Thế thì đối với dạng bài này các con sẽ phải tính lần lượt thôi. À, tính lần lượt nhé. Rồi, thì sẽ ra được kết quả là sau đó cộng lại với nhau được kết quả là 447. À, rồi, ok. Đấy là câu số 6. Nhớ là cùng số bị chia. Viết xuống cho thầy công thức ở đây đó này. Cùng số bị chia đánh mũi tên đó là tính lần lượt. Lưu ý nhé. Cùng số bị chia phải tính lần lượt nha. Nhớ nha. Rồi đây là câu số 6. À. Câu số 7 này. 15 nhân 21 cộng 16 nhân 30 cộng với 7 nhân 15. Hãy tư duy nhanh một chút, con phát hiện rằng lấy là trong những cặp này mình có thể có được đó là 15 là nhân tử chung, tức là cách này ra thành là 15 nhân 2. Hiểu không? Đấy. Cho nên chỗ này sẽ bằng luôn cho thầy là 15 nhân với mở ngoặc. Bên lại là 21 cộng với nhiều nhỉ? 16 nhân với 2 là cộng với 32 và cộng với 7.
Đấy. Và bằng 15 mình nhân với bao nhiêu nhỉ? 21 thì 60 đúng không? Ok. 61 là 6. 65 30 được 900 đúng không? Ok chưa? Vì vậy mình chọn vào câu C này. Thấy chưa nào? Rồi, đấy là câu số 7 nha. Rồi, nhìn tiếp câu số 8 này. Câu 8 này. Con có thể là dừng video để con làm vào nhé. Dừng video là vào. Câu số 8 này. Biết A B là biểu diễn số có một chữ số. Giá trị của A cộng B là bao nhiêu? Phép tính này là đúng. Nào bây giờ kiểm tra nhé. Xem nó là bao nhiêu. Nào để ý cho thầy này. B nhân A bằng tận bằng 0. Mà đây A nhân A lại có được 39. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là 5 mà nhân với một số chẵn sẽ cho tôi bằng 0. Vậy thì chúng ta phải dự đoán ở đây thấp nhất 5. Nhưng mà 5 không được. Đây nếu A bằng 5. Đúng không? Với 5 năm 25 vậy đây phải nhấn 14 chuyển sang 14 vậy nhiều quá. Như vậy phải suy ra A bằng 6, hiểu không? A bằng 6 thì B đương nhiên phải bằng 5 rồi. Đúng không? Và chúng ta thử này. 6 nhân 5 30 với 0 nhớ nhớ 3. 6 ra 3 6 3 39 đúng. Như vậy bây giờ A bằng 6, B bằng 5. Nó bảo là tổng của A và B tức là tổng của 5 6 và 11 phải chọn phương án B. Này. Ok chưa? Nhớ nha. Rồi đấy là câu số 8, câu số 9 này. Câu 9 nha. Tính giá trị của K. Thế thì bài này là bài toán tính ngược thôi. Mình lấy 15 này trừ đi 1 là còn 14. 14 cộng với 2 là 16. Đúng không? 16 nhân 3 là bằng 48. Đấy. Tức là 48, một số nào đó nhân 4 bằng 48, 48 chia cho 4 bằng 12, suy B bằng 12. Được chưa? Rồi, đây á, thầy nói lại chỗ này nhé, để con nhìn thấy rõ nhé. Mình sẽ làm tương tự thế này. Đó là thầy lấy K nhân 4 giữ nguyên đúng không? Thầy chia cho 3 bằng trừ cho 2 thì có phải là bằng 14 không? Đúng không? Bây giờ là K mình nhân với 4 thầy chia cho 3 thì có phải bằng 16 không? Đúng không? Với 14 cộng 2 bây giờ là K nhân với 4 có phải bằng là 16 nhân 3 là bằng 48 không? Đúng chưa? Đấy, từ đây mình suy ra K sẽ bằng là 48 chia 4 bằng 12. Đấy, làm phép tính thì sẽ làm như thế này. Đấy nha. Rồi, đấy là câu số 9. Câu 10 nhá, câu 10 này. Ở trong câu số 10, mình sẽ để ý một chút ở chỗ này. Đó là 625 mà chia cho 25 thì sẽ được là 25 này. Được chưa? Rồi tiếp tục này. 25, 4 này phải nhóm với 25 để được 100. Hiểu chưa? Luôn luôn hãy tìm cho thầy là cái bạn 25 với bạn 4 nhóm với nhau sẽ được 100. Thì nhân lại. Và còn lại là 2 sẽ nhân với 8 là 16. Rồi 16 mà nhân với 100. 16 nhân 100 thì được là 1.000, 1.600. Do vậy câu số 10 mình phải chọn vào câu C này. Được chưa nào? Ok nha. Đấy là câu số 10. Câu 11 này. Câu 11 nhé. Để làm cái dạng bài này thì các con phải lưu ý cho thầy là tính ngược lại. Tức là 13 trừ đi 12 bằng 1. 11 trừ đi 10 bằng 1 này. 1 này. 1 này. 1 này. 1 này. 1 đây giữ nguyên. Bao nhiêu số 1? 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chọn câu D. Thấy chưa? Câu 11, câu D. Rồi, câu 12 này. Bây giờ thấy cùng chia cho 7 này. Cùng chia cho 7. Hãy nhớ cùng chia cho 7. Công thức cùng chia cho 7 là gì? Công thức cùng chia cho một số thì chúng ta phải sử dụng một công thức đó là nhóm. Công thức là gì đây? Chúng ta dựa một cái tính chất này đúng hơn, đó là A
mà chia cho m cộng với là b chia cho m đấy, thì sẽ bằng là mở đơn ra a cộng b đóng ngoặc đơn chia cho m. Vậy thì ở đây bài này chúng ta sẽ phát hiện ra được một điều, đó là lấy là gì đây, 2023 mình cộng với 777 thì được 2800 đúng không, 2800 mình chia cho 7 đúng không, đấy bằng là 2800 chia 7, làm thêm bước nữa thì bằng là 400 đấy. Thấy chưa? Do vậy mình phải chọn vào câu câu A này. Ok ok chưa? Đấy, câu 12 là A này. Rồi, câu số 13 này. Câu 13 vận dụng theo cách làm trên, đó là mình sẽ thực hiện tính lần lượt bởi vì ở đây là cùng số bị chia. Hãy nhớ nha, cùng số bị chia thì mình tính lần lượt thì mình sẽ ra được kết quả là 535. Thấy chưa? Tính lần lượt thế này nhá. Tính lần lượt đây, 250 này, 125 này, 100 này, hay là 50 này, 10 này, cộng hết lại nhá. Câu 14. Năm cộng 15 cộng 25 cộng 35 cộng 45 cộng 55. Vậy thì các con sẽ làm thế nào? Câu 14 này. Nhóm chúng lại đi, thế cho nhanh. 60 này. 60 này. 60 này. Như vậy được 3 cặp đúng không? Các em lấy 60 nhân 3 bằng là 180. Vậy chọn câu A này. Ok chưa? Rồi, câu số 15 này. Câu số 15 thì giống như câu số 12. Câu số 15 giống câu 12. Điều này có nghĩa là các con sẽ bằng ở đây sẽ được là 1017. Các con phải trừ đi là 129 đóng ngoặc đơn mình chia cho 8. Đấy. Từ đây mình sẽ suy ra được là kết quả là bao nhiêu? Được là 888 chia cho 8 đúng không? 888 mình chia cho 8 thì bằng là 111. Đấy. 111 thì chúng ta sẽ chọn một câu D này. Ok chưa? Đấy là câu 15 nhá. Nào, tiếp này câu 16 này. Mười ba cộng 15 cộng 17 19. À, cộng 45 cộng 21 23 25 27. À, ở trong cái dạng bài này thì các con có thể đó là nhóm chúng lại với nhau xem nào. Nhóm chúng lại. Bốn mươi này. 40 đúng không? Rồi đây cũng là 40 này. Đấy. Hiểu chưa? Như vậy 40 mình có được là 40 mình nhân với 4 là được 160 rồi. Đúng không? 160 cộng 45 này. Đấy, cộng 45. 160 mà cộng 45 được là 205. Được không? Ok. 205 nhá. Ok nha. Câu 17 này. Mười bảy này. Tính như này. Hai nhân năm được 10 này. 10 nhân 4 40 này. 40 nhân với 25 bằng 1000. 1000 chia cho 1000 thì bằng 1. À, bài này dạng bài này. Tính lần lượt. Ok, đấy câu 17. Câu 18 này. Rồi tìm giá trị của này. Thế thì bây giờ thầy bắt đầu mới dạy cho con một công thức này. Được không? Nhìn nha. Một công thức này. Tức là mình phải tính nhân từ 2 cho đến 28 có bao nhiêu số hạ. Được không?
Đấy. Công thức à. Tôi ra bài này nhóm có khi nhanh hơn đấy nhỉ. Bài nhóm hay không? Được rồi, thầy công thức nha. Nào cách một. Chúng ta dùng công thức nha. Nào, số số hạng sẽ bằng gì? Số lớn nhất là 28 trừ đi số bé nhất là 2. Đấy à, sau đó chia cho khoảng cách 2. Bởi vì 2, 4, 6, 8 khoảng cách là 2. Được. Cộng 1 bằng bao nhiêu số nào? 26, 26 được 13 là 14 số. Đúng không? 28 trừ 2 là 26, 26 chia cho 2 được 13, 13 cộng 1 là 14 số. Ok. Bây giờ mình tìm tổng này. Sẽ bằng là chính là lấy cái số lớn nhất là 28 cộng số bé nhất là 2. 30, 30 nhân với 14 nha. Chia cho 2. Thì điều này có nghĩa là sẽ bằng được bao nhiêu? 30 mình nhân với 7 à? Không. 3 nhân 7 bằng 210, thấy chưa? Đấy, 210 thì chúng ta chọn cái đáp án đó là đáp án A. Ok chưa? Rồi. Đây là cách số 1 là mình dùng công thức, đúng không? Dùng công thức. Cách số 2 con nhóm là đấy, 30 này. 30 này. 30 này. Đấy, cứ nhóm nó lại thì mình cũng được. Mỗi một nhóm này có giá trị 30, có 7 nhóm như vậy nhân lên 30 nhân 7 vẫn bằng 210 nha. Rồi, ok, đấy là câu 18, câu về số học thấy chưa? Rồi. Cảm ơn anh chị, cảm ơn con đã tham gia trọn vẹn ngày hôm nay. Hẹn lại chị và con vào cái video tiếp theo, đó là lý số nha. Rồi, xin mời.